Chào mừng các bác đã đến với video clip tiếp theo của cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, mở đầu video clip này cho em Liêm gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc. Và tiếp tục ở chương trình video clip lần này, em sẽ giới thiệu đến các bác về một cặp loa nghe nhạc chuyên nghiệp đến từ thương hiệu JBL của Mỹ để các bác có thể tham khảo, nghiên cứu về mẫu sản phẩm này. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì xin vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển đây. Và trước mắt màn hình các bác thấy được đây chính là cặp loa JBL 4312 MK2 dòng can John Monitor. Nói về dòng loa 4312 thì các bác thấy nó có rất nhiều những mẫu series biến thể khác nhau, từ những dòng 4312 trơn, 4312A, B, C, D. Và đối với dòng 4312 MK2 dòng can John Monitor này, đây là dòng model được rất nhiều bác yêu thích, không những hay về chất âm mà nó còn đẹp về hình thức, giúp cho chúng ta dễ dàng bố trí bày biện trong không gian phòng của các bác rất là phù hợp. Nói về cách thiết kế cấu trúc driver của dòng 4312 MK2 dòng can John Monitor thì các bác nhìn thấy đây là dòng model nó sử dụng 3 đường tiếng. Ở phía dưới cùng thì nó sử dụng một cái loa bass có đường kính là 30cm. Nó sử dụng màng giấy, màng màu trắng và sử dụng gân xếp vải tẩm dầu. Và tiếp theo ở phía trên thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một cái loa trung giấy có đường kính vào khoảng 13cm và một loa chép titan. Sử dụng lỗ thông hơi hình tròn được bố trí nằm ở phía trước và sử dụng hai vi tinh chỉnh để các bác có thể chỉnh mid và chỉnh chép tùy theo ý thích của mỗi người. Đây là dòng model đem đến tiếng bass của nó rất là trầm, ấm, trung âm của JB thì các bác biết rồi, tiếng của nó rất là trong, tiếng rất dày và tiếng chép của dòng model này đem đến tiếng chép rất là tơi, nhuyễn. Đấy. Xung quanh các bác thấy nó được bố trí thùng màu vàng vân gỗ nhìn rất là đẹp mắt. Và cái cách thiết kế ở mặt trước thì các bác nhìn thấy này, nó được bố trí những cái màu xanh nước biển. Nó khác so với những dòng 4312A hay là 4312 trơn rồi là 4312B, đấy, các bác thấy nó khác. Với dòng này thì nó được thiết kế mặt xanh, tạo ra điểm nhấn nhìn rất là sang trọng và đẹp mắt đối với dòng model này. Và đây là dòng model mà các bác cũng có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau. Những dòng âm ly của Marzahn, rồi là những dòng âm ly của Luckman, Acouphase hay là những dòng âm ly Denon đời cao thì các bác đánh đều ok. Còn nói về cái kích thước cũng như về cái thông số kỹ thuật như sau. Cặp loa này nó có chiều cao vào khoảng 60, ngang là 36 và sâu là 30. Và mỗi một chiếc loa này có trọng lượng là lên tới vào khoảng 20kg. Dòng này thì nó có trở kháng là 6 ohm và có công suất lên tới là 100W trên một loa và độ nhạy là 93 dB. Đó là về cái thông số kỹ thuật của cặp loa JBL 4312 MK2 dòng can John Monitor. Cặp loa với tình trạng đẹp zin như thế này thì cũng có mức giá là 26 triệu đồng. Và sau đây thì em cũng sẽ quay qua cụ thể về tình trạng của cặp loa này để các bác có thể nắm được rõ. Các bác thấy được đây là về tổng thể ở mặt trước của cặp loa JBL 4312 MK2 dòng can John Monitor. Em đưa máy quay sát để các bác thấy được rõ về tình trạng của cặp loa này. Các bác thấy đây là về phần màng loa bass này, màng loa chung, gông loa chung cũng như là loa chép, các bác thấy rất là cụ thể. Toàn bộ ở mặt trước của nó thì các bác quan sát đánh giá về tình trạng của cặp loa này. Đối với dòng này thì các bác sử dụng những dòng âm ly của Luckman như dòng 80V, 85V, 309V, rồi là 309X. Các bác đánh thì rất là phê rồi. Đây là phía bên sườn. Các bác thấy xung quanh nó được bố trí thùng màu vàng vân gỗ nhìn rất đẹp. Góc cạnh của nó thì các bác thấy còn rất là xuất sắc rồi, màu vàng ươm. Đây là phía cạnh bên này, các bác thấy rất là cụ thể. Chủ yếu về mặt mũi của nó ở phía trước cũng như là về tình trạng của các tuyến loa, các bác thấy rất là rõ để các bác có thể nắm được. Và ở mặt trước của nó được bố trí một cái tấm e-cang nữa. Tuy nhiên thì em cũng nhấc bỏ tấm e-cang ra để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể chi tiết về tình trạng của cấu trúc driver của nó ở phía bên trong. Về tình trạng của nó thì các bác thấy rất là tuyệt vời rồi. Như vậy thì các bác thấy thì ở video clip lần này thì em cũng lên giới thiệu đến các bác về cặp loa JBL 4312 MK2 dòng can John Monitor để các bác có thể tham khảo. Và các bác nhớ đây là cặp loa có mức giá là 26 triệu đồng. Với tình trạng của nó thì em cũng đã quay rất là cụ thể rồi, cũng như về thông số kỹ thuật của nó thì em cũng đã nói qua, để bác nào chưa rõ thì các bác có thể nắm được về thông số kỹ thuật cũng như về cái kích thước trọng lượng của cặp loa JBL 4312 MK2 này để các bác có thể bố trí tính trong không gian phòng của các bác để sao cho nó phù hợp với cái kích thước của cặp loa này. Và sau đây thì em cũng sẽ xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Và cuối cùng thì các bác nhớ, các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép
thì xin vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển đây.